tuổi già có nên vào viện dưỡng lão hay không? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, bước qua độ tuổi trung niên, hầu hết chúng ta đều phải đối diện với những nỗi hoang mang của người lớn tuổi khi sức khỏe đã không còn như trước. Bạn sẽ sống cùng con cái hay lựa chọn viện dưỡng lão? Trường hợp bạn cần chăm sóc người thân già yếu, khi nào bạn nên đưa ông bà hay bố mẹ vào viện dưỡng lão? Cuộc sống hiện đại quá bận rộn và xô bồ khiến bạn phải cân nhắc đến viện dưỡng lão khi chuẩn bị cho tuổi già hoặc chăm sóc người thân. Có nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Theo tư tưởng truyền thống của người Việt Nam, con cái có nghĩa vụ chăm sóc, báo hiếu cha mẹ khi về già. Việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng sẽ bị xem là bất hiếu. Đặc biệt, cũng có nhiều người có quan điểm viện dưỡng lão là nơi dành cho những người cao tuổi bị bỏ rơi, không nơi nương tựa và không được chăm sóc. Tuy nhiên, quan điểm này có còn đúng trong thời đại hiện nay? Nếu vẫn còn đang chăn trở, hãy tìm kiếm câu trả lời qua hai câu chuyện sau. Câu chuyện thứ nhất, 75 tuổi, tôi phát hiện nơi tốt nhất để dưỡng già. Tôi tên là Trần Dũng Quang, sinh ra ở một làng quê nghèo ở tỉnh Hà Nam. Trải qua tuổi thơ khốn khó, tôi đã đặt quyết tâm phải làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền cho các con có cơ hội lên thành phố học tập. May mắn thay, hai đứa con trai của tôi đều có thành tích học tập tốt và nhận được học bổng du học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều ở lại nơi đất khách quê người để sinh sống và làm việc. Sống xa các con khiến đôi lúc vợ chồng tôi cảm thấy rất cô đơn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con cái giỏi giang thành đạt, chúng tôi cũng được an ủi phần nào. Mỗi tháng, các con đều gửi tiền nên cuộc sống về già của hai vợ chồng cũng rất đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi như vậy cho đến 2 năm trước, vợ tôi vì bạo bệnh mà qua đời. Cứ thế, ở tuổi 75, tôi phải quen dần với cuộc sống một mình. Niềm vui của tuổi già chính là ngày ngày tưới cây, đến nhà bạn bè và sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi ở trong xóm. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, việc đi chợ nấu ăn và quét dọn nhà cửa với tôi trở nên khó khăn và bất tiện hơn lúc trước. Do đó, tôi đã bàn bạc với hai người con việc thuê một người giúp việc để cuộc sống về già nhẹ nhàng hơn. Qua người quen, tôi đã thuê một người phụ nữ tên Hoa ở làng bên cạnh đến giúp việc từ 8 tiếng mỗi ngày với mức lương 5 triệu một tháng. Công việc trong nhà tôi cũng không nhiều, chỉ nấu ăn, giặt giũ quần áo và dọn nhà nên người này đồng ý ngay. Tuần đầu tiên, tôi thấy cô Hoa làm việc khá tốt nên rất hài lòng. Tuy nhiên, thời gian sau đó, người phụ nữ này bắt đầu lười làm việc, thỉnh thoảng còn chềnh mảng quên thêm gia vị vào các món ăn, cầu thả trong việc dọn dẹp, làm mọi việc rất qua quýt nên tôi khá phiền lòng. Đỉnh điểm, có hôm cô Hoa không tới làm việc nhưng cũng chẳng báo cho tôi một tiếng, khiến tôi chẳng còn cách nào khác là phải ra ngoài mua đồ ăn tạm. Nghe lời xin lỗi của cô Hoa, tôi cũng bỏ qua vì tin rằng sau sự việc này cô ấy sẽ thay đổi. Thế nhưng, một tháng sau đó, mọi chuyện lại tiếp diễn khiến tôi dứt khoát cho người này nghỉ việc. Con trai tôi biết chuyện liền liên hệ người quen giới thiệu cho tôi một người giúp việc mới. Cứ tưởng lần này sẽ khác, nào ngờ họ làm được một tháng thì tôi phát hiện một số đồ đạc trong nhà biến mất. Thậm chí có một lần tôi bắt tận tay người này đang lấy trộm tiền trong túi áo của tôi. Sau 2 lần thuê giúp việc thất bại, tôi thấy giải pháp này không khả thi nên không có ý định thuê thêm người mới. Dẫu vậy, vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần
nên có nhiều việc tôi không thể tự mình làm được nữa. Con cái cũng không yên tâm để tôi sống một mình nên đã khuyên tôi đến viện dưỡng lão sống. Bản thân tôi cũng thực sự lo lắng tuổi già sẽ có những biến cố bất thường mà mình không thể nào biết và kiểm soát được. Do đó, tôi đã đồng ý với đề xuất của con cái vào viện dưỡng lão sống để yên tâm hơn. Một tháng sau đó, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục và chính thức chuyển vào viện dưỡng lão. Lúc đầu, tôi cảm thấy lo lắng khi mọi thứ ở đây dường như xa lạ với mình, bao gồm lịch trình của chăm sóc sức khỏe của bác sĩ, việc tập làm quen với nếp sinh hoạt mới hay kết bạn với những người già khác. Tuy nhiên, dần dần tôi thấy cuộc sống ở đây khá thú vị nên tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Tại đây, mỗi ngày tôi đều được bác sĩ thăm hỏi, động viên và kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Các y tá ở viện dưỡng lão cũng rất có trách nhiệm, thường xuyên đến dọn phòng, thay ga trải giường và giúp tôi giặt giũ, ủi quần áo gọn gàng. Đến việc ăn uống, giờ đây cũng trở nên tiện lợi hơn khi mỗi bữa ăn đều được giao đến tận phòng. Việc ăn uống đúng giờ và ngon miệng khiến sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Không những thế, tôi còn có những người bạn mới để bầu bạn, khiến nỗi buồn tủi của tuổi già cũng vơi đi nhiều. Cứ thế, tôi thong dong sống ở viện dưỡng lão mà chẳng phải lo nghĩ gì. Dù không có con cháu bên cạnh, tôi vẫn thấy ấm lòng vì có người chăm sóc và nói chuyện. Các con ở xa vẫn thường xuyên gọi điện và sắp xếp thời gian mỗi năm về thăm tôi vài lần. Tôi nghĩ cuộc sống tuổi xế chiều với tôi như vậy là đủ. Nhiều người thường nói rằng tuổi già hạnh phúc nhất là được ở bên con cháu. Điều này đúng. Tuy nhiên, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tôi không thể vì mong muốn của mình mà không để tâm đến cuộc sống của các con. Người trẻ ngày nay rất bận rộn với công việc, học tập. Chúng có quá nhiều việc khác nhau cần phải giải quyết và cũng có những ước mơ để theo đuổi. Đôi lúc chính các con còn không có thời gian chăm lo cho bản thân thì sao có thể đòi hỏi chúng phải chăm sóc cả cha mẹ nữa. Tôi nghĩ chỉ cần các con yêu thương mình thì dù ở gần hay xa, chúng vẫn sẽ quan tâm chăm sóc mà gia đình vẫn hòa thuận. Còn bây giờ, nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh, tôi muốn để các con được sống thoải mái. Lúc trẻ, tôi ao ước có được sự tự do. Thế nên, giờ tôi cũng muốn cho con được tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình. Với nhiều người, viện dưỡng lão có thể không phải là nơi trú ẩn tốt nhất lúc về già. Thế nhưng, với bản thân tôi, đây là sự lựa chọn phù hợp nhất với mình. Câu chuyện thứ hai, ai đến viện dưỡng lão rồi cũng sẽ khóc. Trong căn phòng không tranh và màu vẽ rơi ngổn ngang của Diệp, Lâm Anh ngồi vắt vẻo trên ghế, chân gác hờ lên bàn tạo một tư thế thoải mái nhất để đọc sách. Thật ra không ra dáng một kẻ ham đọc sách chút nào, nhưng có bao nhiêu kiểu người trên trái đất này cơ chứ? Không có một quy tắc nào đặt ra người đọc sách phải ngồi như thế nào thì mới giống người đọc sách cả. Nhưng Diệp vẫn rất không thuận mắt với tư thế ngồi thiếu nghiêm túc của em trai đối với việc đọc sách. Với Diệp, đối diện với sách vở phải có một thái độ nghiêm túc, tôn trọng nhất định. Và nó càng không thể tin một người với bất kỳ sự việc nào trên đời đều có thái độ hờ hững như Lâm Anh lại vừa khẳng định một câu chắc như đinh. Ai đến viện dưỡng lão lúc trở về đều sẽ khóc thôi. Những ông bà ở đấy đều rất tội nghiệp. Em thấy chỉ nên dừng việc bảo bố mẹ đưa ông bà ngoại đến viện dưỡng lão đi. Diệp không mấy để tâm lời em trai vừa nói. Ở viện dưỡng lão chẳng qua đều là những ông cụ, bà cụ không còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân và con họ thì quá bận rộn. Thế là viện dưỡng lão được sinh ra.
người ta đến đó để được chăm sóc thì chẳng có lý do gì để khóc. Chị Diệp, em đang nói chuyện với chị đấy. Thấy Diệp không trả lời, Lâm Anh lại lên tiếng. Cả ông và bà đều tới đó, vừa có người bầu bạn, vừa có người chăm sóc, không có gì bất tiện và không nên ở đây cả. Diệp đáp. Hai chị em tranh luận một hồi, giữa cuộc cãi vã, Lâm Anh khựng lại nhìn chị gái chừng vài giây rồi thở dài. Chị là đồ ích kỷ, chẳng lẽ sau này bố mẹ già chị cũng định hất tay đưa họ đến viện dưỡng lão sao? Sau đó buông sách rồi rời đi. Diệp nhún vai, nó đang cố gắng thuyết phục bố mẹ đưa ông bà ngoại đến viện dưỡng lão. Ở nhà họ còn quá nhiều công việc phải quan tâm. Quay lại với bức tranh đang vẽ dở, Diệp vẽ mùa xuân dù bên ngoài cửa sổ mùa đông mới đi được một quãng đường. Những bông hoa hồng hồng đỏ đỏ li ti trong gió, nhưng hình như không đạt được cảm giác không khí khoan khoái. Quệt một vệt màu hồng vào giữa bức tranh rồi thẳng tay ném chiếc cọ đi. Diệp bần thần nhìn đầu cọ cắm xuống đất còn đọng lại rất nhiều màu. Cả tuổi thơ của Diệp không có những kỷ niệm gắn bó vui đùa với ông bà. Suy nghĩ của Diệp về người già chỉ đơn giản là đối với họ cần có một thái độ kính trọng về tuổi tác, thế là đủ. Đưa ông bà đến viện dưỡng lão cũng chỉ là muốn cho bố mẹ đỡ vất vả. Năm nay Diệp được nghỉ Tết sớm, hai chị em thu dọn hành lý về nhà với chiếc vali cỡ chung. Dù luôn mong muốn bay cao, bay xa, cố gắng để trụ lại thành phố, thế nhưng khi hoa đào rải rác trên những gánh hoa bán xong đường phố thì ai ai cũng muốn về nhà, về với gia đình, khói từ bếp nghi ngút bay lên. Mẹ bận rộn trong bếp, vừa chuẩn bị đồ cúng, đồ biếu, vừa tất bật chạy sang lo cho ông bà ngoại. Bà ốm yếu ngồi một chỗ, còn ông cũng đã là một ông cụ ngoài 80 lẩm cẩm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mấy ngày Tết cũng trôi qua. Tháng giêng, mưa rơi tí tách cả ngày trong thị trấn nhỏ, nhịp đều như kim đồng hồ treo tường. Diệp ngồi trên giường gấp đồ, cánh cửa kêu kẹt một cái, mẹ bước vào. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, gió lạnh len vào trong từng tấc da, tiết trời ẩm ướt, khiến Diệp không khỏi rùng mình. Mẹ ngồi xuống giường, khẽ khàng nói. Ngày mai đi rồi, sang thăm bà ngoại một chút đi con. Nhà bà ngoại ở hướng mặt trời mọc, cách nhà Diệp vài ngôi nhà. Nhưng vài ngôi nhà ở quê dài hơn vài ngôi nhà ở thành phố. Dù vậy, vẫn được tính là gần nhau. Nghĩ đến những ký ức không tốt trước đây, trong lòng Diệp không muốn đi, nó ngước lên hỏi mẹ. Bà ngoại vẫn thế ạ? Bây giờ không nhận ra mọi người nữa rồi, cũng không nói chuyện được nữa. Lúc con không ở nhà, ngoài chuyện cơm nước hàng ngày, tối nào mẹ cũng sang ở lại với bà một lúc. Diệp im lặng nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi hỏi tiếp. Bà còn nhận ra mẹ không? Không còn nhận ra. Không nói chuyện được, không nhận ra con gái mình, thế mẹ đi để làm gì? Chẳng để làm gì hết, mẹ đến đó và ngồi với bà. Diệp thoáng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay. Mẹ đứng lên dứt khoát nói, đi thôi, đứng lên đi thăm bà, chẳng biết bao giờ con mới lại về nhà, chẳng biết bà còn ở đó bao lâu chờ con đến thăm. Lời nói của mẹ làm tim của Diệp hẫng một nhịp, có thứ gì đó vô hình đang nhẹ rơi. Ba mẹ con đến nhà bà ngoại khi trời đã chạng vạng, ánh đèn vàng trước hiên nhà bà hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Lâm Anh xách hộp đồ ăn hớn hở chạy lên gọi. Ông ơi, bà ơi! Một lát sau mới có tiếng mở cửa lạch cạch. Mẹ soạn thức ăn lên bàn cho ông bà. Cả căn nhà rộng như thế mà chỉ có một chiếc bóng đèn lơ lửng.
ánh sáng trong nhà tựa như sắc trời chạng vạng ngoài kia. Ông bà ngồi ăn cơm trên bộ bàn ghế gỗ đã cũ sờn từ lâu, nhưng có lẽ là loại gỗ tốt nên chưa thấy vệt mục nát nào. Ông ngồi ăn chậm rãi, bà một tay nâng bát, một tay lóng ngóng cầm đũa, đang cố gắng đưa thức ăn lên miệng. Bà không để ý đến ba mẹ con Diệp, chỉ chăm chú nhai. Lâm Anh bước lại gần gọi, bà ngước lên liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu. Thấy bà không nói gì, Lâm Anh nói tiếp. Bà ơi, mẹ con và chị Diệp tới thăm bà này. Bà liếc mắt theo hướng chỉ tay của em trai Diệp, gương mặt bà thoáng nét cười, hình như còn khe khẽ gật đầu. Giữa Diệp và bà vốn không có tình cảm khăng khít sâu đậm, có chăng giữa hai người chỉ là mối quan hệ ruột thịt, máu mủ trên giấy tờ, pháp luật mà thôi. Bà ngoại thuộc tiếp phụ nữ xưa, thời đại bà sống khi ấy còn vương lại quá nhiều tàn dư của xã hội phong kiến, nên bà trọng nam khinh nữ là chuyện dễ hiểu, nhưng không dễ để cảm thông. Bà ngoại có 4 người con, trong đó có đến 3 người con gái, và chỉ có duy nhất cậu út. Cậu được ông bà dành hết tình yêu thương, cháu gái và con gái chẳng mấy khi bà để tâm. Mẹ Diệp vẫn thi thoảng nhắc lại ký ức thuở ấy. Ba chị em vất vả làm việc, món ngon nhất lúc nào cũng phần cho cậu. Mẹ thậm chí phải từ bỏ giấc mơ đến trường để có tiền cho cậu lên thành phố học. Năm ấy, mẹ dành dụm được một khoản tiền nhỏ. Số tiền ấy trong một tích tắc bị bà ngoại lấy ra lo xin việc cho cậu. Diệp vừa nhìn bà, vừa nghĩ lại những chuyện đã qua. Dù nó xảy ra từ lâu lắm rồi, trong trí nhớ mẹ, một vài sự việc cũng dần mờ nhạt đi. Và ánh mắt mẹ bình yên tựa như đang kể về cuộc đời của người khác. Nhưng trong ký ức của Diệp, bà ngoại vẫn là người phụ nữ cáu gắt, hung hăng, còn cổ hồ trọng nam khinh nữ. Tình cảm bà dành cho nó và Lâm Anh rõ ràng có sự khác biệt. Mẹ ngồi với bà ngoại một lát rồi đứng lên ra về để Diệp và em trai có thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai quay lại nơi đất khách quê người. Trước khi đi, Diệp vẫn nhắc lại với bố mẹ việc đưa ông bà đến viện dưỡng lão một lần nữa. Thấy Diệp quá quyết liệt, mẹ không đồng ý nhưng cũng chẳng nói gì. Lâm Anh liền đỡ lời. Chị đừng ngang ngược, rõ ràng bố mẹ không muốn đưa ông bà đến, tại sao chị cứ khăng khăng bắt họ đi? Im đi, biết cái gì mà nói. Diệp gắt. Không khí trong nhà giữa mùa đông trở nên nóng bừng. Diệp và Lâm Anh đưa ra hết những lập luận thuyết phục bố mẹ nên và không nên đưa ông bà đến viện dưỡng lão. Em trai không nhường nhịn, nó hỏi chị gái. Có biết ở đất nước này có bao nhiêu loại hình dưỡng lão không? Ông bà có thuộc diện chính sách ở viện dưỡng lão nhà nước không? Vài đồng lương của chị có đủ đưa ông bà đến viện dưỡng lão tư không? Chị tưởng đồng tiền của chị to lắm à? Chị định sau này cũng thẳng tay hất bố mẹ đi như thế. Lâm Anh nói một tràng như chửi vào mặt chị gái. Diệp đứng đó giận tái mặt, gào lên, cho rằng em trai đang hỗn láo với mình, nhưng bị nó vặn vẹo lại. Chính thái độ hành động và suy nghĩ của chị đối với ông bà cũng hỗn láo không kém. Diệp quắc mắt nhìn em trai. Lâm Anh có những lời nói như thế này chẳng qua là vì được bà cưng chiều hơn mà thôi. Không ai để ý đến mẹ đang ngồi trên ghế quay mặt vào trong, đôi vai bà đang run lên. Mẹ khóc, bố quát hai chị em im lặng. Ý bố là ai đến viện dưỡng lão chưa đến lúc hai đứa trẻ danh trong nhà phải lo. Hai chị em ra trường đi làm, bố mẹ đã đỡ một khoản. Những năm gần đây, gia đình nếu không nói là dư giả thì cũng đủ ăn, đủ sống. Không lý do nào lại không lo được cho ông bà ở viện dưỡng lão. Bố đỡ mẹ về phòng, trước khi rời đi để lại một câu.
Ông bà cha mẹ là để phụng dưỡng tận hiếu, không phải để chúng mày mang vào đấy phổ trách nhiệm. Giọng nói của một người đàn ông đã ngoài 50 vừa nghiêm nghị lại phảng phất niềm thất vọng với những đứa con của mình. Ông cho rằng những tháng ngày còn lại của cha mẹ không còn nhiều, vất vả một chút cũng chẳng sao. Mang ông bà vào viện dưỡng lão thật chẳng ra làm sao. Ngược lại, Diệp thấy người lớn thật phiền phức. Viện dưỡng lão cũng là một cách hiếu thảo, thật phiến diện khi bài xích nó. Trong chuyến xe trở lại thành phố, Lâm Anh nói, Diệp hãy đến tìm hiểu viện dưỡng lão đi. Diệp như mở cờ trong bụng, nó tưởng rằng em trai đã xuôi theo ý kiến của mình. Ngay cuối tuần đó, lập tức đến viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão nằm cách biệt thành phố, cây cối cao lớn tán tỏa bóng mát ra khắp khuôn viên. Có lẽ đã được xây từ lâu lắm rồi. Hai đứa vừa bước vào, các cụ già đang ngồi đó liền quay sang nhìn. Họ nhìn hai người trẻ cũng có thể là ngắm nhìn tuổi thanh xuân đã qua của chính mình. Trong lúc Diệp theo chị quản lý đi tham quan cơ sở vật chất, Lâm Anh ngồi trò chuyện cùng các ông bà. Đã đến tận đây nên Diệp quyết định ở lại để tìm hiểu, tận mắt chứng kiến thời khóa biểu sinh hoạt của mọi người. Cuối ngày ra về, phí sinh hoạt làm nó có chút băn khoăn. Ngoài phí nội trú sẽ còn phát sinh thêm nhiều khoản nữa. Để thuyết phục bố mẹ đồng ý, Diệp nhầm tính thu nhập của nó phải gấp đôi hiện giờ. Nhưng đó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai có thể giải quyết được. Một cuối tuần khác, Diệp lại đến viện dưỡng lão. Lần này nó không đến nơi do tư nhân xây dựng nữa mà đến một viện dưỡng lão do nhà nước quản lý. Lâm Anh đi cùng không biết đã chuẩn bị từ lúc nào những bánh và trái xách đầy hai tay. Vẫn như lần trước, Diệp nán lại trò chuyện cùng các ông bà. Mỗi một câu chuyện nó nói đều nhận được lời hồi đáp từ các ông bà. Chợt Diệp thấy trong mắt họ có rất nhiều câu chuyện, là ánh mắt cô đơn đợi người thân đến thăm, là ánh mắt chờ đợi ngày kết thúc chuỗi cô độc trên thế gian này. Các ông bà già đều là những người từng trải, từng sống những tháng ngày rực rỡ, sáng lạn. Giờ đây, ở độ tuổi gần đất xa trời, lại cô đơn, lẻ bóng. Loại cô độc này thật khó để tưởng tượng sẽ khó chịu đến nhường nào. Nhìn bà cụ đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ, hai tay run rẩy đan vào nhau. Diệp vô thức bước lại gần, thấy bóng người đi đến. Bà không ngước lên, chỉ nhìn xuống chân nó một lát, rồi lại chăm chú nhìn ra cửa sổ. Lâm Anh tiến lại, ghé vào tai Diệp nói, bà cụ bị bệnh Alzheimer giống bà ngoại mình. Lòng Diệp dâng lên một nỗi xót xa, bàn tay không tự chủ đặt vào vai bà. Bà cụ khẽ nghiêng đầu gối lên tay Diệp, tay còn lại Diệp đưa lên che miệng, cố nén tiếng nức nở vào trong. Nước mắt cứ thế trào ra, không hiểu vì sao. Lâm Anh thường xuyên đến thăm họ, mỗi lần đi về liền thủ thỉ với chị câu chuyện ở đó. Em trai nói, có khi các cụ ông lần trước đến thăm, lần sau ghé lại, ông đã không còn nữa rồi. Có những người còn nhận nhầm nó là cháu mình. Buồn nhất là mỗi dịp Tết đến, ánh mắt khao khát đoàn viên của họ thực sự rất ám ảnh và xót xa. Có những ông bà, con cháu chẳng một lần đến thăm và cả những người đã ốm yếu không rời giường vẫn chưa xa đi. Có lẽ họ đang cò kè mặc cả với ông trời. Nhưng dù sao, theo những gì Diệp tìm hiểu ngày hôm nay, đây là một viện dưỡng lão tạm ổn. Cố gắng một chút có thể gồng gánh được đến ngày ông bà ra đi. Chuyện này phải về nói trực tiếp với bố mẹ mới có thể thuyết phục. Tối muộn, Diệp cùng em trai ra về. Trên đường về nhà, Diệp nói với Lâm Anh, tuần sau sắp xếp công việc về thăm ông bà đi.
Trong không khí nặng nề trên xe, em trai nó lập tức đồng ý vì ngỡ rằng Diệp đã đổi ý sau chuyến đi ngày hôm nay. Hoàng hôn trong thị trấn, khói bếp từ những mái ngói lãng đãng bay lên, thứ mà người ta chẳng bao giờ gặp ở thành phố. Bóng Diệp và em trai đổ dài trên con đường. Hôm đó, cả gia đình không ăn cơm ở nhà, nó cùng Lâm Anh đi thẳng đến nhà ông bà ngoại. Bố mẹ cũng ở bên đấy, tất bật chuẩn bị cơm nước từ bao giờ. Một gia đình ba thế hệ quây quần bên mâm cơm, lời trong lòng của Diệp vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Ăn cơm xong, Diệp cùng em trai rửa bát, người lớn ở nhà trên trò chuyện uống trà, còn bà lặng lặng ngồi trên chiếc ghế đan từ mây, tay vẫn mân mê chuỗi tràng hạt như đang ngủ gật, như đang ngần người. Diệp kéo ghế lại ngồi cạnh, lay lay cánh tay gọi bà mới nhúc nhích như bừng tỉnh khỏi cơn mơ nhìn người trước mặt. Nó nhìn bố mẹ lại quay sang nhìn bà, nén tiếng thở dài đành lát nữa trở về nhà sẽ nói chuyện viện dưỡng lão sau. Dù sao cũng đã về đến đây, không cần quá vội nói làm gì. Diệp ngồi cạnh bà, những ký ức về bà bắt đầu chạy trong đầu nó. Bà ngoại không thích ra thế giới bên ngoài, hồi sức khỏe còn tốt cũng thế. Ông ngoại thích nghe đài, theo nghề mây che đan, nuôi lớn mấy người con. Sau này các cô cậu trưởng thành, ông vẫn đan những vật dụng nhỏ trong nhà, như rổ, chõng hay chiếc ghế mây bà đang ngồi. Bà chỉ quanh quẩn trong nhà lau dọn, lúc rảnh rỗi ngồi bên hiên nhà, ngơ ngẩn nhìn về khoảng không vô định. Bà đang mong đợi những người con đã khôn lớn vỗ cánh bay đi của bà một ngày quay về ư. Cứ như thế, bà lặng lẽ bên hiên nhà qua rất nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông. Hồi nhỏ, Diệp chẳng mấy khi gặp bà. Nếu có dịp bà đến thăm, quà của Lâm Anh bao giờ cũng nhiều hơn nó. Vài thứ nhỏ nhặt như thế, nhưng Diệp vẫn ghi nhớ đến giờ. Hồi đó, khi mẹ sinh Lâm Anh, bà thường xuyên đến hơn. Lúc đó, bệnh của bà còn chưa quá nặng, chỉ kiệm lời mà thôi. Sau khi sinh, mẹ mắc một căn bệnh kỳ lạ, chạy khắp nơi thăm khám. Ai mách thuốc đều uống, vẫn không có tiến triển gì. Cả gia đình ngồi bàn nhau, bà cũng lặng lặng chẳng nói lời nào. Vậy mà đêm hôm ấy, bà biến mất, làm cả nhà một phen náo loạn đi tìm. Tối muộn mới tìm thấy bà ở ngôi chùa nhỏ trong thôn, miệng đang không ngừng lẩm nhẩm. Khi đưa bà về nhà, bà quay sang đứa con gái đang bệnh tật của mình nói: "Ngày mai con sẽ khỏi bệnh thôi." Bà không bao giờ ra khỏi nhà nữa, giấc ngủ ngày càng dài hơn, muốn làm gì đó thì giây sau liền quên mất, đang gấp quần áo bỗng dưng bật khóc nức nở. Ký ức của bà đang dần bị thời gian ăn mòn, căn bệnh này tựa như mê cung cuối cùng của cuộc đời bà. Thế rồi bà dần quên đi những đứa con của mình. Mẹ Diệp ngồi cạnh, bà liền hỏi: "Cô là ai?" Sau đó bà im lặng suốt những ngày còn lại của cuộc đời. Bà không nói chuyện được nữa nên mẹ lặng lặng ngồi đó, chẳng nói cũng chẳng làm gì hết, chỉ ở bên bà mà thôi. "Bà ơi!" Diệp gọi. Bà ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe. Bà muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Chưa bao giờ Diệp có những cảm xúc thế này với bà. Bà ngoại đã bước qua chặng đường cuối cùng của một kiếp nhân sinh, không còn nhớ nhớ quên quên nào trong ký ức của bà nữa. Nhiều năm sau này, Diệp vẫn thường nhớ đến bà. Giữa những tháng ngày âm thầm trôi đi như thế, bà có cô độc không? Có buồn bã không? Liệu những chuyện xưa cũ có chợt xuất hiện trong tâm trí bà không? Bà có còn chấp niệm gì với thế gian này không? Hay đã sớm từ bỏ hết thảy, chỉ ngồi lặng lẽ với thời gian yên bình
mà trống rỗng. Bà có sợ người ta quên mất mình như cách bà đã quên đi con cháu không? Nếu biết được rằng Diệp đã có cuộc đấu tranh với bố mẹ để đưa bà vào viện dưỡng lão thì bà sẽ nghĩ gì? Quý vị thân mến, việc đưa người thân vào viện dưỡng lão là một trong những quyết định khó khăn nhất mà nhiều gia đình phải đối mặt. Chăm sóc người già yếu đòi hỏi sự tận tâm và kiên nhẫn, nhất là với những người bị bệnh tật nặng. Những người này cần được chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát sao sức khỏe, cung cấp chế độ ăn uống phù hợp và đảm bảo vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, với những người đang sống trong gia đình, việc chăm sóc người già yếu có thể trở nên quá tải và mệt mỏi, nhất là khi họ phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống. Trước tiên phải nói rằng, các gia đình nếu có thể hãy tự chăm sóc bố mẹ, bởi vì dù thế nào chăng nữa thì bản chất thói quen của người phương Đông là bố mẹ thích được gần con cái. Tuy nhiên, chữ hiếu bây giờ cần được thay đổi, tức là có hiếu không phải là luôn giữ bố mẹ ở bên cạnh mình, mà là tôn trọng và làm theo ý muốn của bố mẹ, ít nhất là khi họ còn tỉnh táo. Nếu như bố mẹ muốn ở nhà thì nên để ông bà ở nhà, còn nếu bố mẹ muốn đi viện dưỡng lão thì nên đưa các cụ đến. Với những trường hợp mà các gia đình không có đủ điều kiện về thời gian bởi quá bận rộn với công việc và không có kỹ năng chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi các cụ ốm bệnh, thì nên suy nghĩ tới việc đưa các cụ vào trung tâm dưỡng lão. Bởi tại đây sẽ có các điều dưỡng, những người có chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi. Mặt khác, tại trung tâm dưỡng lão cũng sẽ có nhiều cụ già. Họ có thể làm bạn, nói những câu chuyện xưa và chia sẻ cùng nhau, đó cũng là một điều thuận lợi. Như vậy, trường hợp nào bạn nên chọn viện dưỡng lão? Viện dưỡng lão là cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi có tình trạng sức khỏe cụ thể hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cơ sở dưỡng lão có thể là của nhà nước, tư nhân hoặc các tổ chức từ thiện. Viện dưỡng lão thường là lựa chọn của gia đình có điều kiện kinh tế nhưng không có thời gian chăm sóc người thân. Quyết định đưa người thân vào viện dưỡng lão không phải lúc nào cũng là một lựa chọn mang tính rũ bỏ trách nhiệm chăm sóc, tùy vào trường hợp khác nhau mà bạn sẽ có cách xử lý sao cho phù hợp. Nhiều người thường trải qua cảm giác tội lỗi và lo lắng khi nghĩ đến dự định sẽ đưa người thân vào viện dưỡng lão. Bạn có thể đã từng nghĩ là mình sẽ nguyện chăm sóc người thân đến cuối đời. Bên cạnh đó, nỗi lo về dịch vụ chăm sóc của nhà dưỡng lão không có đủ chuyên môn hoặc không đáp ứng được nhu cầu lại càng khiến bạn cảm thấy bất an hơn. Thực tế, không phải ai cũng dễ dàng đồng ý việc rời xa gia đình để sống một nơi xa lạ nốt phần đời còn lại. Nhiều người hy vọng cuộc sống ngắn ngủi còn lại là khoảng thời gian bên người thân ruột thịt chăm sóc con cháu. Quyết định đưa ông bà hay bố mẹ đến nhà dưỡng lão có thể mang đến sự tổn thương trong tinh thần, vô tình khiến người lớn tuổi có ý nghĩ mình là gánh nặng trong tiềm thức của người thân. Nếu bạn vẫn có đủ thời gian và khả năng tài chính, bạn nên thu xếp chăm sóc người thân thay vì đưa đến viện dưỡng lão. Mặc dù lựa chọn chăm sóc tại nhà sẽ mang đến cảm giác trọn vẹn tình nghĩa hơn, song bạn vẫn có thể nghĩ đến lợi ích của viện dưỡng lão khi không thể nào chăm sóc người thân 24/24 như mong muốn. Bạn có thể cân nhắc đăng ký vào nhà dưỡng lão trong những trường hợp sau: người lớn tuổi hay đi lang thang bên ngoài và bị lạc, người lớn tuổi cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển, bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nên đến nhà dưỡng lão, người thân chăm sóc xuất hiện dấu hiệu kiệt sức và không thể tiếp tục, phẫu thuật hoặc một thủ tục y tế theo kế hoạch sắp tới cần người chăm sóc liên tục, bệnh Alzheimer tiến triển làm tổn thương người xung quanh hoặc thể hiện những hành vi khác như hoang tưởng hoặc tức giận thường xuyên,
Sức khỏe thể chất hoặc cảm xúc đang suy giảm bao gồm các tình trạng như huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, đau đầu, các vấn đề về đường tiêu hóa, lo lắng và trầm cảm. Dịch vụ tại nhà dưỡng lão có thể đảm bảo hơn khi tình trạng người lớn tuổi cần được chăm sóc đặc biệt 24/24. Sau đây là những trường hợp bất khả kháng phải chọn viện dưỡng lão. Người lớn tuổi mắc chứng mất trí nhớ. Người mắc bệnh cần được chăm sóc theo dõi 24/24. Người chăm sóc bị bệnh nặng, chấn thương hoặc qua đời. Nếu một hoặc nhiều trong số những dấu hiệu trên xảy ra, có lẽ đã đến lúc bạn hay người thân nên cân nhắc kế hoạch chuyển đến nhà dưỡng lão. Để có thể chọn được nhà dưỡng lão chăm sóc lâu dài, bạn nên lưu ý những yếu tố sau đây. 1. Vị trí nhà dưỡng lão. Bạn nên lựa chọn viện dưỡng lão có vị trí gần nhà để có thể dễ dàng đến thăm người thân thường xuyên và kịp thời hỗ trợ khi có việc cần gấp. Ngoài ra, quy mô của nhà dưỡng lão cũng đóng vai trò quan trọng. Nơi có quy mô lớn, rộng sẽ đủ không gian tạo sự thoải mái và thư giãn cho người lớn tuổi. 2. Dịch vụ cung cấp. Hầu hết tất cả nhà dưỡng lão đều cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, các gói dịch vụ và chăm sóc sức khỏe sẽ khác nhau. Điều quan trọng là bạn lựa chọn nơi có dịch vụ hỗ trợ tốt cho người thân nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. 3. Thái độ và chuyên môn của nhân viên. Các nhân viên sẽ là những người đảm bảo sự an toàn cho người thân của bạn. Vì thế, thái độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bạn nên quan sát, tìm kiếm nhân viên chăm sóc, điều dưỡng và chăm sóc cá nhân lành nghề, thể hiện thái độ tôn trọng đối với người lớn tuổi. Bạn có thể quan sát nhân viên có gõ cửa trước khi vào phòng và gọi cư dân ở đó bằng tên của họ hay không. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển, quan niệm về chữ hiếu cũng dần thay đổi. Chữ hiếu không còn là ở bên cạnh cha mẹ nữa mà là lắng nghe, chia sẻ nguyện vọng, tâm tư của đấng sinh thành. Chữ hiếu luôn nằm sẵn trong bản ngã của mỗi người, hiếu lễ với cha mẹ và chăm sóc đấng sinh thành với các điều kiện tốt nhất là mong muốn của mỗi người con. Trong cuộc sống, mỗi người con đều có những cách thể hiện chữ hiếu đối với cha mẹ mình một cách khác nhau. Một số người đã lựa chọn cách đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão và việc bỏ tiền đưa cha mẹ vào đó để hưởng thụ dịch vụ chăm sóc tốt hơn hoàn toàn khác cho việc từ chối trách nhiệm của con cái với đấng sinh thành. Viện dưỡng lão đúng là xu thế của xã hội hiện đại. Nhưng không phải ai cũng có thể vào đây dưỡng già. Trước khi muốn vào viện dưỡng lão, bạn phải biết mình có đủ tiền không. Phần lớn lương hưu của người già Việt Nam hiện nay chưa thể đủ để vào viện dưỡng lão nếu các cụ không có khoản tiết kiệm hoặc không được con cháu đài thọ. Nói chung, thời đại mới, người già có tiền sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Có thể chọn ở viện dưỡng lão có thu phí hoặc thuê người giúp việc riêng tại nhà. Hãy cứ tích lũy từ 30 tuổi, sau vài chục năm nữa, bạn có thể lựa chọn cho mình nơi phù hợp nhất để dưỡng già. Bởi vậy nên, việc nên hay không nên đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão thì cần phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng gia đình cũng như tâm nguyện của các cụ. Hãy tôn trọng mong muốn của họ để họ có thể an nhiên hưởng thụ những ngày tháng cuối đời của mình, quý vị nhé! Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về già sống khôn sẽ cắt đứt quan hệ với ba kiểu người thân này. Quý vị thân mến, người ta vẫn nói rằng người thân sẽ là người bên cạnh chúng ta cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào. Thế nhưng, có vẻ như điều này đang mâu thuẫn với xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống thì phải. Rất nhiều những xích mích, những va chạm, mâu thuẫn, rồi thậm chí cả bạo lực lại xuất phát từ mối quan hệ thân thích.
người cùng giọt máu mà ra. Vậy quý vị có biết nguyên nhân là vì sao không ạ? Thật ra, lòng người khó đoán. Chúng ta không thể nào kiểm soát hết được mọi sự tình xung quanh chúng ta đâu. Những người từng trải, họ khuyên rằng về già muốn yên thân, quý vị nhất định phải tránh ba kiểu người sau đây. Càng dây dưa lại càng dễ nảy sinh họa. Vậy ba kiểu người thân đó là ai? Vì sao phải cắt đứt? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Đầu tiên, đó là người mượn tiền không chịu trả. Suốt thời gian qua, người dân xóm 2, xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An xôn xao bàn tán về việc bà Hồ Thị Hoa, sinh năm 1966, ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch, lợi dụng lòng tin để vay mượn tiền của hàng chục hộ dân trong xã. Trong đó có cả người già, cả người neo đơn tàn tật. Được biết, số tiền bà Hoa vay của các hộ dân lên đến 2,3 tỷ đồng. Khi người dân đến hỏi lấy lại số tiền thì bà Hoa cố tình không trả. Nhiều lần sau đó, bà Hoa đã lẩn tránh và trốn đi khỏi địa phương. Cụ thể, theo phản ánh của người dân ở xã Quỳnh Thạch, vào năm 2013, bà Hoa lấy lý do cần tiền để đầu tư làm ăn lớn nên hỏi vay mượn của nhiều người dân, chủ yếu là những người anh em họ hàng thân cận và hàng xóm láng giềng. Anh Nguyễn Bá Cường, 36 tuổi, bị tật bẩm sinh, không thể đi lại được và phải nằm một chỗ sống với mẹ già ngoài 70 tuổi, cũng trở thành nạn nhân của bà Hoa. Hai mẹ anh Cường sống nhờ vào đồng tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng. Trước tình cảnh đáng thương đó mà các nhà hảo tâm đã tài trợ cho anh Cường được 30 triệu đồng, anh Cường đang định gửi tiết kiệm thì nghe lời đường mật của bà Hoa nên anh Cường đã cho bà Hoa vay số tiền đó. Cả đời tích cóp chỉ được 3 chỉ vàng và 11 triệu đồng tiền mặt để lo cho tuổi già. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của bà Hoa. Tôi đã đem hết số tiền vàng cho bà Hoa vay. Bà Hiềm, 96 tuổi, buồn rầu kể. Không chỉ vay những người tàn tật, người già mà bà Hoa còn lợi dụng chỗ anh em thân thiết để bịp. Trong đó có chị Cao Thị Linh, sinh năm 1990. Người gọi bà Hoa bằng mợ đã cho bà Hoa vay 300 triệu đồng. Chúng tôi đến nhà đòi nợ. Bà Hoa cứ khất lần, hết lần này đến lần khác và thường xuyên vắng mặt. Quá bức xúc, chúng tôi đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và mong chính quyền địa phương, công an huyện Quỳnh Lưu sớm điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, giúp người dân chúng tôi, một nạn nhân chia sẻ. Theo các nạn nhân, dù bà Hoa vay cả 100 triệu đồng, nhưng ai cũng cho mượn vì mỗi lần hỏi vay, bà Hoa đều hứa hẹn sẽ trả lãi suất cực cao. Quý vị ạ, người ta thường nói hãy thử mượn tiền để biết được lòng dạ con người, trả tiền để thấu được nhân phẩm. Vấn đề mượn và trả tiền đôi khi cũng là một nghệ thuật sống, bởi tiền bạc chính là mồ hôi công sức của ta làm nên. Cho người mượn rồi, không trả sẽ rất sợ. Nhưng không cho có khi lại mất lòng. Anh em có khi khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ nhau là chuyện tốt. Nhưng dừng lại, đem sự chân thành, nhiệt tình của mình để người thân lợi dụng. Tiền bạc chính là mồ hôi nước mắt. Đồng tiền bạn cho họ mượn không chỉ đơn giản là tiền mà còn là tình nghĩa. Thế nhưng, có một số họ hàng khi nhìn thấy bạn giàu lên, kiếm được tiền liền đổ xô nhau đến trước cửa nhà bạn, làm thân với bạn, mượn tiền của bạn. Nhưng khi tiền đã đến tay, những người này không bao giờ nhắc đến việc trả lại. Đặc biệt, nếu bạn có việc cần đến và đến nhà họ đòi tiền, họ liền trở mặt và bạn biến thành kẻ vong ân bội nghĩa. Kiểu thứ hai,
đó là người tham phú phụ bần. Ở đây phú có nghĩa là giàu có, phú quý, có bần là nghèo hèn, bần cùng. Câu này nghĩa là ham thích cái giàu và ruồng bỏ cái nghèo. Suy rộng ra, người xưa muốn phê phán những con người coi trọng vật chất, coi trọng những vật ngoài thân mà không nhìn thấy giá trị tốt đẹp ở bên trong. Giàu nghèo không nói lên nhân cách của một người, đó chỉ là thước đo phù phiếm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, tình thân là quan trọng, nhưng với kiểu họ hàng tham phú phụ bần, tốt nhất nên tránh kết giao. Khi bạn giàu sang, họ chắc chắn sẽ niềm nở, thường xuyên thăm hỏi. Khi nghèo khó, họ lại quay lưng, không ngó ngàng đến bạn. Kiểu người luôn tìm cách lợi dụng thì bạn không đáng để quan tâm hay giữ gìn. Nếu bạn vẫn cố chấp giữ mối quan hệ hòa hảo, chỉ càng khiến bạn thêm nặng lòng những lúc xa cơ mà thôi. Kiểu người thứ ba, đó là kiểu người không biết chừng mực. Lời nói cử chỉ của một người lúc xã giao, lúc dạ giáo dưỡng và tố chất của người đó, dù bề ngoài của được bao bọc như thế nào, nhưng những thứ từ sâu thẳm trong tâm vẫn sẽ bộc lộ một cách rõ ràng thông qua lời nói. Nói năng chừng mực. Cổ nhân có câu, một lời nói tốt ấm ba đông. Biểu đạt ngôn ngữ cũng là một môn nghệ thuật. Ai cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu ngạo riêng của mình. Đừng mang cá tính của mình ra để thử thách giới hạn của người khác. Học cách tôn trọng, khiến người khác thoải mái mới là tố chất tối cao của mỗi người. Quan hệ dù tốt cũng không đồng nghĩa với việc nói gì cũng được. Tức giận không đồng nghĩa với việc không thể trêu đùa. Tôi không cố ý không đồng nghĩa với việc tôi không sai. Tôi không có ác ý không đồng nghĩa với việc không gây ra tổn thương. Những lúc phát ngôn, chịu khó đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chịu khó suy nghĩ đứng trên lập trường của người khác, nhiều lúc có thể chỉ là một câu trách móc nhẹ nhàng nhưng lại là ngòi nổ đánh sập cảm xúc. Một lời bình luận đùa có thể sẽ như một cái chạm nhẹ vào những tấm domino. Bạn không hiểu những gì mà người khác đã trải qua thì đừng vội buông lời bình luận với những gì mà bạn nhìn thấy. Nói năng chừng mực là tu dưỡng tối cao và biểu hiện trường của mỗi người, thể hiện nguyên tắc làm người và tầng cấp cuộc sống của họ. Phải luôn nắm bắt chừng mực nói chuyện, chú ý hoàn cảnh, thân phận và đối tượng trò chuyện thì lời nói mới được đúng mực nhất. Ai cũng có chỗ khó của mình, mọi biểu hiện đều có nguồn gốc của nó. Giữa lời nói qua tiếng lại nên bớt chút sắc sảo, thêm chút không gian, đó mới là sự nhân từ đối với người khác, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với chính mình. Vui đùa đúng độ. Vui đùa là chuyện vô cùng bình thường và phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Nhưng mục đích của cuộc vui đùa là ở việc điều tiết không khí. Nếu không nắm được chừng mực, ngôn từ nhiều khi sẽ vô ý tổn thương đến người khác. Marcel Zobenbeck từng nói, có lẽ chúng ta không cho rằng cách nói chuyện của mình là bạo lực, nhưng ngôn ngữ đích thị là thứ gây ra nỗi đau khổ giữa chúng ta và người khác. Những người biết vui đùa có chừng mực là những người có nhân phẩm. Đừng bao giờ mang khiếm khuyết của người khác ra để làm trò đùa. Cũng đừng bao giờ lấy đời tư của người khác ra để làm trò cười. Càng không thể mang tính mạng của người khác ra để đùa. Hài hước thực sự không phải là vui đùa vô tổ chức để đi lòe thiên hạ, mà là ở thời điểm thích hợp, dùng lời nói phù hợp để khiến bầu không khí vui vẻ và dễ chịu hơn. Vui đùa trên sự tôn trọng người khác mới mát rượi như tắm gió xuân. Chỉ khi đối với phương cảm thấy buồn cười thì mới gọi là vui đùa. Ngược lại, nếu đối phương cảm thấy không buồn cười, thậm chí là tức giận, thì đó là vô lễ, không lịch sự. Xử sự có tình. Ai ơi xử sự lưu tình, mai ngày gặp lại, còn mình
với ta. Cuộc đời này thăng trầm bấp bênh, khó tránh khỏi những lúc đắc ý, những lúc suy sụp. Những lúc đắc ý hãy đối xử tốt với người khác, những lúc suy sụp hãy đối xử tốt với bản thân. Rất nhiều việc chúng ta khó lòng dự liệu được. Thế sự thay đổi, thành bại vô thường. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, đừng nói lời quá đầy, đừng làm việc quá đáng. Hôm nay bạn quá đáng, không kiêng mồm nể miệng với người khác. Một ngày nào đó, oan ra ngõ hẹp, ắt sẽ phải chịu bội phần ngượng ngùng và tổn thương. Nước mà quá trong sẽ không có cá, người mà quá gắt sẽ không có bạn. Xử sự có tình, giữ không gian cho người khác cũng là để lại đường lui cho chính mình. Lời nói có đức. Cổ nhân có câu: sao kia cửa thịt còn lành được, lời ác thương người rất khó phai. Lời trước khi nói tốt nhất phải qua suy nghĩ, tuyệt đối không được chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng mà không màng tới cảm nhận của người khác. Những lời đã nói giống như bát nước đổ đi, đừng bao giờ hoang tưởng chỉ một câu đừng để bụng mà người khác có thể coi như bạn chưa nói gì. Trên thực tế, dù bạn nhắc nhở người ta đừng để bụng, nhưng người ta nghe xong vẫn cho rằng đó là suy nghĩ chân thực nhất từ tận đáy lòng của bạn. Dân gian có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói lời đúng mực vô cùng quan trọng. Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói hay. Nói lời dễ chịu, ấm như chăn bông. Nói lời cay độc, như dao cắt. Thứ bộc lộ nội tâm con người rõ nhất, đó chính là lời nói. Thứ khiến con người dễ bị tổn thương nhất, cũng là lời nói. Thứ đi sâu vào lòng người nhất vẫn là lời nói. Nói lời có đức, nắm rõ chừng mực mới là thứ để thể hiện trí tuệ nhân phẩm, đồng thời cũng là thứ tạo nên thành tựu tương lai của mỗi người. Bất cứ việc gì cũng nắm rõ chừng mực là tu dưỡng đạo đức lớn nhất của mỗi người. Đạo đức là để kỷ luật bản thân chứ không phải kỷ luật người khác. Pháp luật mới là thứ để trừng trị người khác. Hãy nhớ rằng, dùng đạo đức để kỷ luật bản thân tốt hơn bất cứ luật pháp nào. Dùng đạo đức để kỷ luật người khác xấu xa hơn bất cứ loại cực hình nào. Bởi vậy, quản lý tốt chính bản thân mình mới là sự kỷ luật và tu dưỡng lớn nhất. Nhân sinh ngắn ngủi, hy vọng bạn mọi thứ đúng mực trên con đường đối nhân xử thế. Đừng để những thứ đơn giản nhất như lời nói cản trở bước đường thành công của bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.